lý do Mỹ chọn Việt Nam để hợp tác. Nước Mỹ là cường quốc số 1 thế giới về nhiều mặt, từ kinh tế, quân sự, văn hóa trong suốt nhiều thế kỷ qua. Và Việt Nam, một đất nước nhỏ bé ở khu vực châu Á, chỉ mới bước qua chiến tranh chưa đầy 50 năm và đang nỗ lực để phát triển. Tuy nhiên, người khổng lồ Hoa Kỳ đang xem mối quan hệ với Việt Nam là mang tầm chiến lược, mặc dù họ không phải là đồng minh của nhau. Đây là một mối quan hệ ngoại giao hiếm thấy trên thế giới khi chuyển từ quá khứ thù địch sang hợp tác cực kỳ chặt chẽ chỉ trong chưa đầy nửa thập kỷ. Vậy làm thế nào mà Việt và Mỹ lại trở nên thân thiết đến như thế? Vì sao Mỹ lại chọn Việt Nam là đối tác chiến lược trong khu vực châu Á? Hãy cùng DHT khám phá ngay nhé! Những thế hệ sau của người Việt vẫn được cha ông kể lại sự tàn khốc của cuộc chiến tranh. Đó không chỉ là một cuộc chiến đẫm máu của riêng dân tộc ta, mà đối với nước Mỹ cũng là một cuộc chiến kéo dài nhất lịch sử. Một cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm và hậu quả của nó để lại vô cùng khủng khiếp. Tùy theo từng nguồn thống kê riêng, thì riêng cuộc kháng chiến chống Mỹ khiến cho 3 đến 5 triệu người Việt thiệt mạng, 2 triệu người bị thương, tàn tật. Trong số đó là sinh mạng của 2 triệu thường dân, 2 triệu người thương tàn suốt đời, 300.000 liệt sĩ chưa tìm thấy được hải cốt. Chưa hết, hậu quả của chiến tranh còn để lại những thế hệ sau này, những người dân, quân nhân, sống sót đã bị phơi nhiễm lại các loại hóa chất độc hại, dẫn đến con cái của họ bị dị tật bẩm sinh. Đó là tội ác với nhân dân Việt Nam, không có gì có thể bù đắp, đổi lại tổn thất của người Mỹ cũng không nhỏ. Theo đài tưởng niệm của chiến tranh Việt Nam ở thủ đô Washington DC, tổng số thương vong của quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam là 365.175 người, trong đó có 58.168 người bị thiệt mạng trong lúc giao tranh. Ngoài ra, còn có 1.875 người mất tích. Sự tổn thất về nhân mạng của Mỹ ở Việt Nam đã vượt số thương vong trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất và Chiến tranh Triều Tiên. Quá khứ đau thương là vậy, còn hiện tại thì sao? Vào ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 năm 2023, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ghé thăm Việt Nam bằng một chuyến thăm chính thức cấp nhà nước. Lễ đón tiếp vị nguyên thủ cường quốc đã diễn ra trọng thể. Trong chuyến đi này, Hoa Kỳ đã nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Nó cho thấy sự coi trọng đặc biệt của họ đối với một đất nước không phải đồng minh của mình. Đó chính là kết quả của gần 20 năm nỗ lực nối lại quan hệ ngoại giao sau chiến tranh. Vào năm 2005, dưới sự ủng hộ và xúc tiến của Tổng thống Mỹ, khi đó là Bill Clinton, Mỹ và Việt Nam đã chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau cuộc chiến và sau cả những năm tháng cấm vận. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chính là người đại diện cho Việt Nam ký thỏa thuận lịch sử đó. Vào năm 2000, chính Tổng thống Clinton chính thức đặt chân đến Việt Nam, đánh dấu sự kiện lịch sử lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ tới nước ta sau thời chiến. Kể từ đó cho đến nay, các đời Tổng thống Hoa Kỳ đều có ít nhất một lần đặt chân đến nước ta. Năm 1986, chính phủ Việt Nam bắt đầu chính sách đổi mới toàn diện. Nó cũng chính là sự kiện lịch sử đất nước khi đã xóa bỏ hoàn toàn nền kinh tế bao cấp cổ hủ, lạc hậu để tiến lên nền kinh tế thị trường năng động hơn. Nhờ sự kiên định, đường lối và các nỗ lực không ngừng đã biến nước ta thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Tốc độ tăng GDP ở nước ta đang ở top 1 với 6,9% thu nhập bình quân đầu người, tăng lên gần gấp đôi. Điều đó không chỉ nhờ nguồn lực tài nguyên dồi dào mà còn có cả cơ cấu dân số trẻ cung cấp nguồn lao động dồi dào. Khi kinh tế phát triển thì ảnh hưởng về chính trị cũng gia tăng, Việt Nam càng có tiếng nói lớn trong thị trường quốc tế, thể hiện vai trò lãnh đạo trong khu vực Đông Nam Á, được rất nhiều cường quốc như là Trung Quốc, Nhật, Nga coi trọng. Với một số nước tư bản như Mỹ chắc chắn đã nhìn ra, Việt Nam sẽ sớm trở thành nước dẫn đầu khu vực. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2000, Hiệp định Thương mại song thương giữa Việt Nam và Mỹ được ký kết. Năm 1995, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 451 triệu đô la, nhưng đến năm 2021 đã tăng vọt lên là 110 tỷ đô la. Nghiễm nhiên, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Mỹ. Ngược lại, Mỹ lại trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của chúng ta. Mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ gồm chủ yếu là may mặc, giày dép và cả hàng điện tử. Dưới sự bảo trợ của Mỹ, Việt Nam đã tham gia vào nhiều tổ chức hợp tác quốc tế như là Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Việt Nam đã được hưởng lợi rất nhiều từ mối quan hệ này. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, GDP đầu người của nước ta tăng từ 1.160 đô la vào năm 2000 lên 3.409 đô la vào năm 2021. Vốn đầu tư nước ngoài ngày càng được rót ngày càng nhiều vào Việt Nam, chúng đóng vai trò quan trọng
không chỉ trong xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội mà còn để đầu tư kinh doanh, đem về ngoại tệ cho đất nước. Theo thống kê năm 2022, Mỹ là nước rót vốn nhiều thứ 11 vào Việt Nam với tổng 10,4 tỷ đô la vào các lĩnh vực sản xuất, năng lượng và công nghệ. Thế nhưng công ty của Mỹ nổi tiếng tại Việt Nam như là Intel, Ford, General Electric đã tạo ra hàng triệu việc làm, thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ. Một trong những kết nối mạnh mẽ giữa Việt Nam và Mỹ đó chính là các kiều bào. Số lượng người gốc Việt tại Mỹ vào năm 2022 rơi vào khoảng 2,2 triệu, nhiều nhất trong số những Việt kiều sinh sống ở nước ngoài. Phần lớn trong số họ là những người đã ra đi sau sự kiện giải phóng năm 1975. Thế hệ con cháu trước đây, tư tưởng của họ thường là theo hướng là chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa, ra sức tuyên truyền xuyên tạc. Ngày nay, nhìn vào sự phát triển như vũ bão của Việt Nam, cùng thêm với sự hòa giải, mở rộng vòng tay chào đón của nhà nước, nên nhiều người Việt kiều tại Mỹ đã thay đổi quan điểm. Họ trở thành cầu nối quan trọng, không chỉ trong mối quan hệ ngoại giao mà còn là về vấn đề phát triển kinh tế. Lượng kiều hối về nước ta liên tục tăng qua các năm, từ 0,42 tỷ đô la vào năm 1993 đến năm 2022 đã lên tới 19 tỷ đô la. Điều đó có nghĩa hiện nay, bình quân một người Việt Nam ở nước ngoài gửi về nhà khoảng 4.000 đô la trên một năm, tương đương với GDP bình quân đầu người ở Việt Nam. Trong năm 2022 là 4.163 đô la, trong đó lượng tiền từ Mỹ chiếm một số lượng đáng kể. Điều quan trọng nữa, Mỹ cần Việt Nam là vì chiến lược, nước ta nằm ở cửa ngõ khu vực Đông Nam Á, nơi có thị trường cực kỳ năng động, con đường giao thông tấp nập từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Và ngược lại, ta cũng nằm giữa hai thị trường tỷ dân, đó là Trung Quốc và Ấn Độ, nơi có thể phát triển kinh doanh mạnh mẽ. Không chỉ thu lợi từ vị trí Việt Nam về kinh tế, Mỹ cần Việt Nam để kiềm chế tham vọng bá quyền của Trung Quốc với hàng loạt đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines đang bao vây vùng biển phía đông. Việt Nam như thốt chặn ở trên bờ lẫn trên biển để ngăn sự bành trướng của Trung Quốc. Lẽ dĩ nhiên đây không phải là mối quan hệ một chiều. Việt Nam rất cần Mỹ hợp tác trong lĩnh vực an ninh quân sự để chống lại sự tham vọng lấn chiếm của Trung Quốc. Những hành động trái phép của nước này như là chiếm giữ các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đưa ra tuyên bố đường chín đoạn nhằm nuốt trọn Biển Đông, ảnh hưởng rất lớn đến toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi kinh tế của Việt Nam chúng ta. Năm 2016, trong chuyến thăm nước ta, Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama đã tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vũ khí với Việt Nam. Có thể từ thời chiến tranh, nó mở đường cho hàng loạt các tập đoàn sản xuất, bên phải quân sự sẽ nhảy vào thị trường Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh hợp tác về công nghệ chiến đấu. Hai nước đã tham gia vào nhiều cuộc tập luyện quân sự, nhân đạo nhằm diễn tập đối phó thiên tai, cứu hộ người gặp nạn. Mỹ cũng cung cấp cho Hải quân Việt Nam những tàu tuần tra hiện đại cùng với các chương trình đào tạo cho cảnh sát biển Việt Nam. Những động thái này nhằm giúp Việt Nam bảo vệ tốt hơn vùng lãnh thổ và đặc biệt là vùng đặc quyền kinh tế trên biển của mình khỏi sự xâm lấn trái phép, không chỉ của Trung Quốc mà còn là một số nước lân cận. Việt và Mỹ trước đây từng là đối thủ với những hệ tư tưởng khác nhau. Mỹ từng ngăn cản sự ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản khỏi lan rộng ra châu Á. Nhưng ngày nay, họ đã có cách tiếp cận khác khi chia sẻ nhiều quyền lợi tương đồng với Việt Nam. Trong số đó có sự hợp tác về kinh tế, quân sự, xã hội để giải quyết các vấn đề trong khu vực cũng như là trên toàn thế giới. Không bao giờ có một sự hợp tác nào miễn phí và trong quan hệ quốc tế chẳng khi nào là tồn tại sự giúp đỡ vô điều kiện. Không có kẻ thù vĩnh viễn và cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Tuy vậy, đây là thời gian của chúng ta đang đến để bắt tay với một cường quốc nên điều bỏ qua là không thể. Qua việc cân bằng mối quan hệ giữa các nước lớn trong trường hợp này là Mỹ và Trung Quốc đang đối đầu nhau rất căng thẳng, các lãnh đạo nước ta luôn thận trọng từng bước, hòa hiếu với đôi bên. Đất nước muốn phát triển thì phải duy trì được hòa bình ổn định. Việt Nam đã hy sinh quá nhiều để có được sự độc lập, phát triển ổn định như ngày hôm nay. Chính vì vậy nên các thế hệ mai sau như chúng ta cần trân trọng, gìn giữ và phát huy mỗi ngày. Các bạn có suy nghĩ gì về việc ngoại giao của Việt Nam ta với Mỹ và Trung Quốc? Hãy để lại suy nghĩ cho chúng tôi dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!